Vâng, hello, xin kính chào tới tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì xưởng chúng em thì mới hoàn thiện xong một bộ sofa Zito với chất liệu là gỗ hương đá, và cũng như là một chiếc kệ tivi cùng là chất liệu gỗ hương đá. Thì em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả các bác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng nhé. Thì cái bộ bàn ghế sofa này thì gồm có là 5 món, gồm 2 đoạn, một đôn kẹp, một bàn và một cái đôn ngồi nhé. Đấy, thì trước mặt mọi người đây đó chính là chiếc đoạn này, có kích thước là chiều dài là 2m6, bề rộng của nó thì là 75. Hàng sofa Zito là một mẫu sản phẩm cực kỳ là hiện đại, kê được mọi không gian phòng khách, ví dụ như là từ nhà ống tận cổ điển đều kê được hết các bác ạ. Đấy, rất là vuông vức và là dễ lau chùi, và 100% bên xưởng nhà em làm là chất liệu là gỗ hương đá nha, vân siêu vip luôn. Và kế bên đó chính là chiếc đôn kẹp giữa hai đoạn. Đôn kẹp này thì có kích thước là 65x65 nhé, có kính bàn và kính đôn kẹp này đầy đủ cho các bác. Đó, vân vèo thì cực kỳ là vip bên xưởng nhà em, mới hoàn thiện xong đã qua là 5 lượt lót và 1 lượt BM chống xước rồi. Đấy, hàng cực kỳ là căng bóng. Và tiếp theo đó chính là chiếc đoạn này thì lại ngắn hơn chiếc đoạn dài kia. Đấy, để kiểu dáng mình là kê theo hình chữ L. Đó, thì chiếc đoạn này có kích thước là chiều dài là 1m90, bề rộng của nó thì là 75, vân siêu vip luôn. Đó. Và tiếp theo đó chính là chiếc đôn. Đôn này thì có kích thước là chiều dài là 1m1, rộng của nó thì là 65 các bạn. Hàng quá là đẹp và đẳng cấp luôn. Nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ sản phẩm như thế này thì cứ liên hệ em ngay số điện thoại ở phía dưới màn hình nhé. Và tiếp theo đó chính là chiếc bàn. Bàn này thì có kích thước là chiều dài là 1m4, chiều rộng của nó thì là 70. Đấy, mặt bàn thì là liền nguyên một tấm, vân thì cực kỳ là vip và quần quại luôn. Đó, ngăn kéo đây, bác nhìn. Đấy, ngăn kéo nhá. Và nhà em làm là 100% là gỗ hương đá, không pha tạp với bất cứ chất liệu gỗ nào khác. Và cái bên đó chính là chiếc kệ. Kệ này thì có kích thước là chiều dài là 24, chiều rộng của nó thì là 45. Đó, hàng kệ rất là hiện đại luôn. Đây, vân tuyển chọn siêu vip các bác ạ. Đó, vân thì cực kỳ là vip luôn. Và em sẽ quay xa tổng thể chi tiết cái bộ sản phẩm này. Và đây chính là toàn bộ combo. Và kết thúc video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.